Và bây giờ mình thử mình nhìn trên mặt mình này có mấy thứ mình kiểm điểm rồi. Một phần lớn là mình sẽ thấy phát hiện ra một điều rất mầu nhiệm ở trên cái mặt của ha. Giờ mình thường thường đó là cái này là mình gọi là cái gì? Mày. Này là cái gì? Mũi. Này mũi, đúng không? Mắt. Mi. Môi. Ngay đây kêu mỏ. Thấy không? Má. Thấy màu gì không? Chữ gì? Chữ M không à? Phần lớn là chữ M trên cái mặt của mình. Nguyên cái này gọi là mặt. Nhưng mà chỉ từng món mày, mũi, mắt, mi, môi, mỏ, má. Còn gì nữa? Còn nữa đó. À, người nào mà gì đó kêu mớm nữa. Vậy thì thường thường á tiếng tiếng Việt gọi là mặt. Còn tiếng Hán gọi là diện. Thí dụ như mình nhìn người thường, sao bữa nay mặt mày vậy nhìn, tại vì cái mặt nè, cái mày nè, mà bữa nào mà vui á thì mắt cái người của mình nó sáng rỡ ra, bữa nào mình rầu là mình trâu lại, phải không? Đang suy nghĩ đang lo chuyện gì là trâu mày, cho nên ta nói trời bữa nay mặt mày nhìn thấy ảm đạm quá. Còn mình mà ghét người nào á, mình không ưa đó, mình nói sao cái bản mặt, thấy không? Nhưng mà khi mình nhìn một cái tượng Phật, mình nói mặt Phật đẹp thì mình nói cũng được, nhưng mà nghe nó chưa có, đôi lúc mình cái tone đó, cái âm của mình nói làm cho người ta có cái cảm giác là mình không có tôn kính. Cho nên khi đối với tượng Phật á, cái nhẹ nhàng thì mình nói diện Phật. Diện Phật tức là ý nói mặt Phật đó. Còn nếu mình không là mình phải nói đủ ba chữ đi. Gương mặt của Đức Phật. Bốn chữ, gương mặt của Đức Phật. Thì nó nhẹ chữ ra, nó nhẹ ra. Nó không làm có cái cảm giác như là mình nói một cách trỏng, nói không có cái sự tôn nghiêm. Mặt Phật. Mặt Phật nhìn kỳ quá, mặt Phật nhìn đẹp quá, thế này thế kia. Nhưng mà thì mình khi mình nói cái chữ mặt Phật á, thì nghe có cái vẻ nó không được trân trọng. Tại vì mình nếu mình vẫn xài chữ Việt thì mình nên dùng bốn chữ gương mặt của Đức Phật hay là gương mặt của Phật thì người ta cảm nhẹ ra. Cũng giống như khi mình tôn xưng một một hiệu của một vị hòa thượng, một vị tôn đức, thì đúng thời xưa mình phải nói là thượng chữ gì hạ chữ gì đó. Thí dụ như trong này là hòa thượng Thiện Chơn đi, hòa thượng thượng thiện hạ chơn. Bây giờ mình nói vậy cái nhiều người tao ta ta chưa có nghe quen mấy chữ đó, tao nói sao hòa thượng gì tên dài quá sao tôi nhớ. Thì bây giờ mình muốn có cái cách mình làm gọn lại để cho ta nghe được cái tên của cái vị đó. Hòa thượng Đạo Hiệu, Đạo Hiệu Thích Thiện Chơn, phải hai, có hai chữ Đạo Hiệu phía trước để cho người ta biết rằng mình đang trình bày, mình đang nói lên hiệu của một vị tôn đức, nhưng mà không bằng cái tâm bất kính, chẳng qua là mình muốn giảm lại cái cách thượng hạ để cho người nghe người ta dễ nhận ra vị đó hiểu gì. Hay là mình nói người, khi mình gặp các vị đó, mình hay gặp đó, xin lỗi anh tên chi, đó là người đời. Còn nếu mà thân thiết nữa mà cỡ tuổi nhau, anh tên gì, nhưng mình gặp một vị tôn đức mình đâu dám hỏi vậy, không thầy tên gì vậy thầy. Thượng tọa, thượng tọa tên gì vậy, đúng không? Thì một vị tôn đức thì mình không dám. Còn đối với các thầy mà cỡ nhỏ 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 cỡ mình thì thưa 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 xin phép thầy Đạo Hiệu chi. Thì bây giờ mình nói với một vị hòa thượng,
một người Phật tử hay là những người người ta chưa quen với từ ngữ trong Phật giáo, thì khi chúng ta hỏi thì chúng ta address, tức là chúng ta giới thiệu, thì chúng ta nên có hai chữ đạo hiệu: hòa thượng, đạo hiệu Thích Thiện Chơn. Nói mà nói chậm á thì người nó biểu lộ lên cái sự tôn kính với cái đã tên của cái hiệu của các vị. Cho khi nói tên, thí dụ như ai hỏi thầy của chú là ai, dạ thầy bổn sư con là thầy Thích Pháp Hòa, tức là mình nói chậm lại vậy đó để người ta hiểu rằng mình đang nói tên của thầy mình một cách trân trọng tôn kính. Chứ theo luật ngày xưa ai hỏi là phải chắp tay: bạch thầy, thầy bổn sư con là thượng đó, hạ đó. Thì cái người người xưa người ta biết cái chuyện đó, nhưng bây giờ người nay mình nói cái đó thì người ta đa số là những người đời người ta không hiểu, hoặc là những người người ta chưa biết gì hết thì người ta không biết mình nói gì. Cho nên mình nói một cách, bây giờ mình trở lại mình nói cái cách thường, nhưng nói chậm là một, nói rõ chữ và nói chậm để cho người ta hiểu chữ đó đó, chữ đó đó. Thì ở trên phương diện mình, ở trên những cái có những cái tiếng Việt á, đôi khi mình nói nghe nó nặng, mặc dù cái chữ nó không có nghĩa xấu, nhưng mà mình nói người ta nghe, người ta thí dụ như chỉ tiếng âm Hán gọi là ngu, mà người Việt á, dùng chữ ngu là nặng lắm. Thay vì mình xài chữ ngu, mình nói trời ơi cái anh đó anh dại lắm, anh khờ lắm, nghĩa là nó silly thôi chứ đâu phải là stupid. Còn mình nói chữ ngu đó theo cái nghĩa là stupid. Còn ví dụ như người mình tự mình, oh you know this is a silly mistake, cái này là một cái sai mà sai rất là dại, sai rất là, cho nên mình không có dùng cái chữ ngu. Đối với người Việt là chữ nặng, nhưng mà thật ra chữ ngu ở trong trong kinh sách hay trong chữ Hán là gì? Người không thấy được lẽ thật gọi là ngu. Thấy không? Người mà sống mà không thấy được chân lý, không biết được lẽ thật là ngu. Thì người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Tức là mình dạy mà không biết thì biết mình là vậy. Cũng giống như chữ ác. Chữ ác trong tiếng Hán nghĩa là gì? Nghĩa là tổn giảm. Mình sống mình nói cái gì mà làm cho người ta tổn thương thì mình lập tức bị tổn giảm. Tổn giảm cái gì? Tổn giảm cái phước của mình. Đó là mình nói cái chuyện, khi mình nói tẩy diện, mà dịch cho tiếng Việt là rửa mặt. Thì bây giờ mới trước khi vô bài kệ mình nói là ở trước trán mình, trước cái trán mình là cái mặt, lại là phía mặt, trước trán gọi là mặt, trước cái trán gọi là mặt, lại là phía mặt, đứng trên phương diện gì? Phương diện phải trái, tức là mặt và trái. Cái áo này nè, bên này mình gọi là bề gì? Bề mặt. Vậy thì đối lại với cái bề mặt thì chúng ta gọi là bề gì? Bề trái. Phải không? Bất cứ cái gì ở trên này, cái chúng ta tạo nó đúng đều có hai mặt của nó. Cái áo mình mặc phía trước này kêu là bề phía mặt, còn đây là bề mặt, là bề trái. Rồi mặt còn có nghĩa là gì? Thí dụ bây giờ nè, hai người mà đối với nhau là đối gì? Đối mặt hay là đối diện. Tiếng Hán là mình gọi là gì? Đương diện. Thì chúng ta hay pha chữ vô là đối diện, còn nếu nói đúng tiếng Việt là đối mặt. Đấy. Thấy không? Mặt với mặt nó đối nhau. Đây là mình giải thích chữ mặt đó. Mình giải thích chữ mặt đó. Ở phía trước trán mình gọi là mặt. Trên phương diện phải trái, bên trái và bên mặt, mặt nó có nghĩa là vậy. Lại hướng đối nhau. Đó. Thí dụ đặt đó, cái bàn này với cái bàn này là đối mặt. Hai người đi gặp nhau là đối mặt. Vậy thì mặt nó có nghĩa là đối, nó cũng có nghĩa là đối với nhau. Là đầu trong một thân, tức là trên thân thể này thì cái mặt này là cái đầu tiên nhất.
trên thân thể. Cái mặt là cái phần đầu của cơ thể. Vậy quý vị hiểu rồi, bây giờ mình định nghĩa chữ mặt là mình đại khái vậy ha. Trước trán gọi là mặt, đối diện gọi là mặt, phía sau, hễ mà cái gì phía trước chúng ta là trước mặt, phía sau. Nên là cái này cái mặt mà ở sao kêu vậy, gì sau lưng, hay là cái nó ở cái lưng này nó ở phía sau cái mặt. Cái gì ở trước là mặt. Cho nên thí dụ như mình kêu là, mình tiếng Việt kêu là mặt tiền, thì cái đó là một hình thức hai chữ ráp. Mình nói mặt không, người ta chưa đủ, tiền là phía trước nữa, là người ta biết rằng nó là cái gì bên ngoài nhất. Đó, mặt tiền chùa. Khi mà người ta nói vậy thì bây giờ mình sẽ hiểu là tại sao xưa giờ mình vẫn nói chữ mặt. Nhưng bây giờ ở đây giải thích cho chúng ta biết mặt là sao. Cái gì ở trước kêu là mặt. Mặt còn có nghĩa là đối với cái kia. Bên này đối với bên kia cũng gọi là mặt. Đó. À, đi ngang cái chợ đó, có cái tiệm đó, đối mặt cái tiệm đó, đi, tôi gặp tôi đó. À, mặt còn là đối. Mặt còn có nghĩa là trái với phải, bên bên mặt, bên trái. Là đầu trong một thân thể. Dậy thời trước thấy người. Khi mình ngủ dậy á, thì mình mở mắt ra. Thì mình, thì cái chuyện đầu tiên là cái mặt mình thấy gì? Trên cái gương mặt của mình có con mắt, cho nên mình thấy sự việc. Cho nên dậy thời trước thấy người. Đã trước thấy người, ắt trước thấy Phật. Mình thấy người như thấy Phật. Nên mỗi ngày phải rửa mặt. Chuyện đầu tiên nhất khi mình bước vào trong nhà vệ sinh, sau khi đi vệ sinh rửa tay rồi thì việc đầu tiên là làm gì? Rửa mặt. Ở trong mấy cái quyển nghi thức tụng niệm á, hay là kinh Nhật tụng rồi đó, người ta hay mở ngoặc rồi. Rửa tay, rửa mặt, rửa tay sạch sẽ trước khi vào khóa lễ. Có ai làm không? Mình làm vậy làm chi biết không? Thứ nhất là mình rửa mặt sạch sẽ, mình có cảm giác là mình đã dọn mình. Thứ hai là gì? Tỉnh táo. Ví dụ lỡ mình nấu ăn nguyên ngày, mình làm việc nguyên ngày, mặt mày mình nó không có được sạch sẽ, là bây giờ mình rửa mặt để cho mình có một cái cảm giác là sạch sẽ, để cho mình có một cái cảm giác là mình đã được tỉnh táo trước khi mình trình diện Phật. Cho nên thành cái thói quen, thành cái thói quen trước khi đi tụng kinh là phải rửa mặt một cái. Nên mỗi ngày rửa mặt cho sạch, mặt sạch cho sớm để tiện hành lễ và trì tụng vậy. Ngủ dậy việc đầu tiên là mình sáng sớm là rửa mặt, rồi trước khi đi tụng kinh cũng rửa mặt. Bây giờ bài kệ rửa mặt. Dĩ thủy tẩy diện, dĩ thủy tẩy diện, đương nguyện chúng sanh đắc tịnh pháp môn, vĩnh vô cấu nhiễm. Câu chú là án lam xóa ha. Đọc 21 lần. Dịch nghĩa là lấy nước rửa mặt, nên nguyện chúng sanh đắc pháp môn, đắc được pháp môn trong sạch, mãi mãi không nhơ bẩn. Đắc tịnh pháp môn, vĩnh vô cấu nhiễm, vĩnh viễn không có bị những cái sự cấu bẩn. Cái câu chú án ram, nếu mà đọc theo đúng phạn là ôm ram, là chúng ta phiên âm lại là án lam. Và chữ ram nó nghĩa là gì? Là lửa trí tuệ thiêu đốt mọi sự dơ ám.
Cái chữ ram nó nghĩa vậy đó, ram hay là án lam. Thì cái chữ án là mình biết rồi, nó là một cái chữ, cái năng lực của sự tiếp triệu, năng lực của sự lưu xúc. Còn cái chữ ram nghĩa là lửa trí tuệ có khả năng thiêu đốt mọi cái dơ bẩn. Lấy nước rửa mặt là thân huyễn này là cái thể sạch, là cái thể chẳng sạch. Chính lỗ thường chảy ra ngoài, nơi lỗ hang trên mặt thường đầy tràn. Mặt mũi giải chẳng sạch nên phải dùng nước để rửa lau đi, nên mỗi hừng sớm rửa mặt vậy. Lời ghi là trên mặt này, trên cái mặt này là cái thân của cái huyễn chất vốn không sạch. Và ở trong cơ thể của chúng ta có 9 chỗ, có 9 chỗ người ta thường gọi là khiếu huyệt. Nói theo tiếng Việt bây giờ là 9 chỗ, 9 cái lỗ hang để bày tiết cái dơ. Mà trên mặt mình là hết mấy cái? 5 cái, 7 cái. Trên mặt mình không là 7 chỗ rồi đó. Hai mũi nè, hai mắt nè, hai tai nè, miệng nè. Có phải là 7 cái chỗ này chỗ nào cũng ra tạp dơ không? Con mắt thì có ghèn, lỗ tai thì có ráy, lỗ mũi thì cũng có dơ, miệng mình cũng dơ. Đó, trên gương mặt mình không là đã mấy chỗ rồi? 2 nè, 4 nè, 5 nè, 6, 7 chỗ. 7 chỗ rồi, hạ phần của chúng ta có 2 chỗ để đi ra tiểu tiện. Thì tổng cộng trên cơ thể chúng ta có 9 lỗ bài tiết. 9 lỗ để bài tiết. Vậy thì buổi sáng ngủ dậy, việc đầu tiên là chúng ta chùi rửa cái mặt này để chúng ta nói chuyện thoải mái. Người mà người ta tiếp xúc với mình, người ta cũng thoải mái qua cái hơi miệng của mình. Bây giờ ở đây người ta còn hay nữa, người ta còn bán mấy cái nước ngậm để nó kill germs, nó làm cho cái hơi thở mình nó không có bị hôi. Còn ở Việt Nam ngày xưa là mình ngậm, bây giờ cũng còn, nhưng mà và cái cách của Việt Nam mình rất hay ngậm nước muối. Ngậm nước muối. Và theo có một cái công thức nữa là người ta ngậm gì? Người ta ngậm dầu mè. Sáng ngủ dậy ngậm dầu mè. Ngậm chừng 30 phút rồi nhổ cái dầu mè đó ra. Rồi mới đi đánh răng. Một thời gian sau là răng trắng mà không bị hôi miệng. Ở đây ngoài cái chuyện rửa mặt bình thường, bây giờ người ta còn bán đủ các loại cái loại gì mà để rửa mặt đó, để cho da dẻ của người ta sạch sẽ. Rồi sau đó người ta còn sức lên để cho sức những cái loại thuốc lên. Ngày xưa không có. Ngày xưa đơn giản là chỉ rửa mặt thôi. Nhưng mà khi rửa là người ta lấy cái khăn, rửa mặt đúng cách là người ta lấy khăn, người ta nhúng trong cái thau nước ấm rồi người ta rửa. Để chi? Cái nước ấm nó làm cho những cái dầu trên mình có mồ hôi trên mặt đó, nó ra, nó sạch. Và đồng thời á, khi mình rửa bằng cái khăn, nó là không có làm cho mình trầy da. Ngày xưa là lúc nào ta, mỗi người ta đều có một cái thau, trong đó có cái ca để súc miệng, có cái khăn để người ta rửa mặt. Thì ở đây nói á, lấy cái biết rằng trên thân thể này là huyễn, và trên thân này có những cái chỗ để nó bài tiết cái dơ, cho nên chúng ta cần phải rửa.
Việc đầu tiên là chúng ta phải rửa mặt. Việc đầu tiên là chúng ta phải rửa mặt. Rửa để chúng ta cảm thấy thoải mái, để đủ tự tin bước ra ngoài để tiếp xúc người ta. Xin lỗi, mình ngủ dậy mà chưa đánh răng súc miệng mà mình đi tiếp xúc người ta, mình không đủ tự tin. Chứ phải chắc chắn rằng mình làm cái việc đó rồi mình mới dám bước ra, mới bước ra để mà tiếp người ta. Kinh Lăng Nghiêm nói: tự mình chưa được độ, trước độ người khác là Bồ Tát phát tâm. Đấy, cái chuyện mà đợi mình thành Phật mới đi độ là chuyện đó là Bồ Tát đã thành. Thành Phật rồi mới độ thì chuyện đã thành rồi. Ở đây cái mà là Kinh Lăng Nghiêm muốn nói, muốn dạy là gì? Tự mình chưa được độ mà trước độ người là Bồ Tát đang sống bằng cái sự phát tâm, gọi là Bồ Tát phát tâm. Cũng giống như mà các vị thọ Bồ Tát giới vậy đó. Tại vì mình không có phát cái tâm đó thì mình không có thực hiện, không có nguyện. Cho nên trước khi truyền giới Bồ Tát, ta hỏi các vị có phải là Bồ Tát không? Mô Phật phải. Các vị đã phát tâm chưa? Mô Phật đã phát. Hỏi các vị có phải là Bồ Tát không? Dạ không. Không sao vô đây làm chi? Hoặc không bao là Bồ Tát vô đây ngồi làm chi? Vô đây thọ giới làm gì? Dạ con là Bồ Tát. Nhưng mà con là Bồ Tát phát tâm. Mình là Bồ Tát hết á, mà là Bồ Tát phát tâm. Giống như trong kinh hay nói, Bồ Tát phải làm việc này, Bồ Tát phải làm việc kia. Mình đọc mình nói, ôi chuyện này chuyện của Bồ Tát, phải chuyện của tôi. Ê, Bồ Tát mà trong này muốn nói là Bồ Tát mới phát tâm. Cho nên nói, thôi anh làm hạnh Bồ Tát đi. Anh giúp cho tôi dọn cái chỗ đó giùm. Đó, hồi nào giờ anh chưa phát tâm. Hôm nay anh giúp cho tôi, anh phát tâm, anh giúp cho đó là anh là Bồ Tát phát tâm. Chờ Kinh Lăng Nghiêm nói, tự mình chưa được độ, trước độ người khác là Bồ Tát phát tâm. Nên người hành đạo rửa mặt thì trước nguyện lời này: dĩ thủy tẩy diện, lấy nước rửa mặt, nên nguyện chúng sanh đắc tịnh pháp môn. Pháp môn gì mà mình tịnh? À, thì pháp môn ở đây là gì? Tức là những pháp môn mình tu, mình học, gọi là 84.000 pháp môn. Để làm gì? Để chuyển 84.000 cái trần lao phiền não. Thật sự ra, thí dụ có ai hỏi mình á, tôi nghe nói đạo Phật có 84.000 pháp môn, vậy bây giờ có cuốn sách nào không? Có cuốn sách nào liệt kê ra hết 84.000 pháp môn đó không? Dạ thưa đại chúng, không có. Vậy thì con số 84.000 này ở đâu ra? Đây là một con số ví dụ của người Ấn Độ. Muốn nói lên cái gì nhiều thì người Ấn Độ hay dùng 84.000. Hay là cái gì mà nhiều thì người Ấn Độ nói là cát sông Hằng. Cho nên gọi là Hằng Hà Sa Số. Chữ sa là cát. Thấy không? Sa số là số cát. Hằng Hà là sông Hằng. Hằng Hà Sa Số chúng ta dịch ra tiếng Việt là số cát sông Hằng. Một, xin lỗi, một nắm tay cát thôi đếm còn không hết thì làm gì số cát ở trong cái sông Hằng là mình đếm được? Không thể nào đếm được. Cho nên cái gì không thể luận bàn, không thể đếm được bằng con số thì thường dùng cái từ là số cát sông Hằng, Hằng Hà Sa Số. Thì pháp môn của Phật ở đây, Đức Phật nói chúng sanh mình khổ nhiều dữ lắm, 84.000 thứ khổ, thì Phật Pháp có tốn 84.000 thứ thuốc. Đó là ý muốn nói là anh bệnh cỡ nào tôi có thuốc cỡ đó. Nói đơn giản là vậy đó. Bệnh gì có thuốc nấy. Mà cái quan trọng là chúng ta có dụng thuốc bằng cái lòng từ bi của mình không? Mình có bắt mạch cho thuốc bằng tâm từ bi mình không? Hôm bữa có một gia đình, vợ chồng con cái có nhiều cái lấn cấn với nhau, thì đi lên chùa ngồi nói chuyện.
nhờ Pháp Hòa ra ngồi giữa để mà nghe hai bên, cha bên, mẹ bên, con bên. Rồi có những đứa con đứng bên cha, có những đứa con đứng bên mẹ, có những đứa con nó không đứng đâu, hai ba phe. Nó lên ngồi nói chuyện. Rồi bắt đầu là một tới lúc mà căng thẳng là coi như là có những lúc là cha mẹ không cần luôn, không cần đứa con luôn. Thì Pháp Hòa mới nói thì muốn giải quyết kiểu nào cũng được hết á. Nhưng là trong mỗi cái giải quyết chúng ta đó, nó có cái lòng từ bi trong không? Nó có tình thương trong đó không? Nó không có thì chưa phải là cái giải quyết tốt. Tại vì mình giải quyết xong, người ta có thể ôm đau khổ, ôm hận. Cho nên trên đời này á, có những cái chúng ta giải quyết. Mình nếu giải quyết mà cái giải quyết đó chưa bằng cái tình thương, thì mình phải nên suy nghĩ kỹ nữa, đi tìm cái phương pháp nào tốt nhất. Ví dụ ha, bây giờ một đứa con nít nó muốn, nó bệnh, nó không chịu uống thuốc. Mình banh miệng nó ra, trút thuốc vô, cũng là một hình thức cho nó uống thuốc chứ gì. Nhưng bây giờ kiếm cách khác đi, mình lấy kẹo mình dụ nó, hay là mình lấy bộ cái viên thuốc mình tán ra, mình hòa trong nước mình cho nó uống chút xíu nước thôi. Nước nhiều quá nó lỏng bỏng, nó uống lâu lắm. Nó nổi cái pha thuốc cũng vậy, thuốc đã khó uống rồi mà pha cho cả ly, trời đất ơi làm sao mà uống. Cho nên thuốc khó uống rồi thì phải pha ít ít thôi, nó ực cái thôi, rồi cái là nó uống liền một nước, cái mình để cục kẹo mình cho nó ăn. Ở đây có ai uống thuốc bắc với cục cây, cái cục trần bì không? Hồi nhỏ mình uống thuốc bắc là có một cục trần bì hả? Để cục xíu muối. Thì cũng là một hình thức cho thuốc, nhưng mà cho thuốc bằng tình thương. Hồi nãy cái kia cũng là cho thuốc. Nó cũng lưu sức bằng tình thương, nhưng mà cái phương pháp nó chưa thể hiện, và cái đứa nhỏ nó chưa thể hiện. Hồi nhỏ mấy thầy vô chùa ở, chưa thầy nào biết cạo gió, từ nhỏ tới lớn chưa cạo gió, chưa bao giờ được giác hơi, chưa vô giờ ngồi và chùm cái mền mà xong. Về ở với thầy là thầy luyện thành người Việt Nam chính gốc hết, cạo gió giác hơi rồi xong gì hết. Mà những lúc đó là cực lắm. Thầy nhớ có những chú mà xong mà thầy phải ngồi kế bên, thầy đưa tay vô thầy lau mồ hôi cho mấy chú, rồi ngồi ở phía sau dỗ. Nhớ chú Trung Hạnh đau quá, con muốn chết, hỏi muốn sống hay muốn chết, con muốn chết. Ngày hôm sau nhẹ người khỏe ra. Bây giờ từ thầy Đức Tạng xuống, không ông nào bệnh mà không đi kiếm mấy thầy cạo gió giùm, không người nào bệnh mà không kiếm người giác hơi. Thầy nói ra nó nhỏ, nó đâu biết, nó nghĩ mình ác quá, tại sao bắt nó vô cái mền, một cái nồi nước như vậy, phải không? Nhưng mà cái quan trọng là cái cách mình làm. Cho nên trong cuộc sống này mình muốn làm gì cũng được hết, muốn giải quyết cái gì cũng được hết á. Nhưng mà trong cái giải quyết đó mình hỏi lại mình, nó có phải là the best chưa? Và trong cái đó nó có cái tình thương nào trong đó không? Mình xử người ta mà mình còn cho người ta một cái lối để người ta đi không? Hay là mình đuổi cùng diệt tận, ví dụ vậy. Cho nên có nhiều Phật tử, có nhiều người đời, họ không phải là Phật tử, họ không có bao giờ ăn chay, họ không biết Phật Pháp, nhưng mà có thể nói họ sống rất đẹp, họ xử sự rất hay. Nhưng mà chúng ta hãy cẩn thận, có đôi khi chúng ta là người xuất gia mà chúng ta xử sự rất dở, mình đối với nhau rất tệ. Tối về ngủ mình có bao giờ mình suy nghĩ không? Hôm nay tôi đối với huynh tôi như vậy, đối với đệ tôi như vậy. Nếu mình làm cái điều đó mà mình vẫn dửng dưng, mình thoải mái, mình biết đó, tâm từ bi mình bị tổn rồi đó, tổn thương. Còn mình làm xong về mình khó chịu, mình nói trời sao nãy mình làm vậy với em mình.
Sao hồi nãy mình nói như vậy với quý huynh mình, là mình biết mình còn cái tàm quý, cái chủng tử tàm quý. Đó là trong di thức học đó, nó gọi là tâm thiện. Còn cái tâm bất thiện là vô tàm vô quý. Ai học di thức học đó, là học về tâm lý học đó. Tâm lý học Phật giáo, Đức Phật định nghĩa đặt tên những cái tâm hành đó hết. Khi mình làm xong mình không xấu hổ gì hết, là tâm bất thiện, vô tàm vô quý. Mà làm xong rồi bằng mọi cách để bào chữa, đó là phú, là che ngăn. Học mấy cái đó, học mấy cái chi, mình có thể mình không dám nói với ai, nhưng mà tự mình nhìn lại. Thí dụ mình ai mà mình nhờ được, thôi mình dồn giả mình ấy, thấy không? Cái đó là xỉm đó, nịnh bợ đó. Còn người nào mình không xài được nữa rồi là không thèm nhó mặt. Thì tất cả những cái kiểu đó, tất cả những cái đó đều là những tâm bất thiện hết. Chứ mình muốn làm Phật làm tổ gì không biết, mà mình làm một người tu chưa có đúng nghĩa, chưa có trọn, là mình biết làm tổ làm Phật chưa được. Là một người tu thôi mà mình còn làm chưa được. Rửa mặt. Rửa mặt đầu tiên nhất trong ngày là gì? Là việc làm đầu tiên nhất. Trước khi anh đối diện với mọi người, anh hãy rửa cái tâm đó. Anh hãy rửa con mắt mà hay nhìn người ta bằng cặp mắt soi mói đó. Anh hãy rửa cái miệng mà thốt ra lời nào cũng đều là những lời gọi là mắng xả người khác, xỉ sói người khác. Anh hãy rửa cái mũi đó, cứ khịt ra một cái là bao nhiêu cái dơ. Nhớ nha, bài kệ nào cũng là lấy sự hiển lý. Phải để những cái chữ đó highlight để nhắc nhở mình luôn luôn lấy sự hiển lý. Việc nào cũng là sự, mà trong sự nó có lý. Và cứ quán chiếu tập tu như vậy, rồi việc gì nó xảy ra với mình cũng đều có cho mình một cơ hội để mình quán chiếu, thấy được cái lý xong. Lấy cái lý mà xong. Có đôi khi cái sự người ta xử mình kỳ lắm, nhưng thôi lấy lý đi. Lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy từ bi làm lẽ sống. Cho mình học di thức học rất là cơ bản, là học mấy cái tâm đó. Phú não hại kiêu vậy đó. Vô tàm vô quý, giải đãi bất tính phóng dật. Mấy đó là tâm bất thiện hết á. Không hổ không thẹn. Không có niềm tin, lười biếng, buông lung. Mà có phải là mình hết không? Hễ con người mà giải đãi là nó sẽ đi với buông lung. Tại sao? Lười rồi là sống buông tha. Thầy mình nói ví dụ nha. Cái phòng của mình á, nó dơ. Thôi thì kệ nó đi. Nó dơ mà kệ nó đi là buông lung chứ gì nữa. Khi mình phát lên cái câu kệ nó đi là một hình thức buông lung đó. Vì sao? Vì mình làm biến dọn. Làm biến dọn cho nên mới nói, mới thốt lên câu thôi kệ nó đi, ai làm mà làm chứ. Cho nên hễ mà giải đãi là đi với buông lung. Kinh dạy rằng á, pháp môn, đây là pháp môn sạch, tức sự hiển lý, đem 84.000 pháp môn chuyển 84.000 trần lao phiền não thành thanh tịnh. Như vậy tu là chuyển thôi, chúng có gì hết á. Từ một người làm biến chuyển thành một con người siêng năng, từ một người buông lung thành một con người sống có tiết chế,
Có gì đâu, tu đâu có làm gì đặc biệt đâu, đâu có lạ gì đâu. Cho nên nó không tăng không giảm gì hết trơn, chẳng qua là giữa cái chùi rửa và cái không chùi rửa thôi. Bây giờ quý vị thấy một cái dĩa này nè, nó dơ. Mà bây giờ đem rửa cái là nó sạch. Thì nó cũng nó thôi chứ nó có gì khác đâu. Nó chỉ có cái khác là mình có rửa hay là không rửa thôi. Không rửa thì nó dơ, mà rửa thì nó sạch. Người chúng ta cũng thế. Người có tu là có tiếng, không tu là không có gì tiếng hết. Có tu là có thay đổi, không tu thì muôn đời nó vẫn là vậy. Cho nên tu không có gì hết. Người đi tu là người đem hết tâm tư thiện chí muốn cải đổi mình và muốn giúp đỡ cho người cùng cải đổi. Thái tử Sĩ Đạt Ta ngày xưa đi tu cũng như việc đó thôi. Ông cũng già, ông cũng khổ, ông cũng bệnh, ông cũng đau. Ông thấy ngoài kia những người cũng giống như ông nhưng mà ta khổ quá. Ông biết rằng có một cái gì đó để giúp họ hết. Cuối cùng đi xuất gia ông tu. Cuối cùng tìm ra chân lý. À bây giờ chân lý là gì? Trước hết phải hiểu được nguồn cội của nó. Thấy được nguồn cội gì sao mà khổ, thì từ đó mới tìm ra con đường hết khổ. Mình không thấy được cội nguồn của khổ, mình không giải quyết được khổ. Cũng giống như người ta gây gổ với nhau, người ta đánh đập với nhau, người ta giận hờn nhau, người ta không thấy được cái nguồn gốc nào đã làm cho mình bị đi tới cái tình trạng như vậy. Người ta thấy được tình trạng đó, người ta thấy được cái gốc đó, ta giải quyết. Tôi không biết sao người đó giận tôi. Gặp tôi thấy, à tôi nhớ rồi, cái bữa đó thế này thế kia. Nó phải có cái nguồn gốc vì sao mà như vậy. Có nhiều khi mình gặp ra sao? Thôi kệ chứ, tôi đâu có làm gì sai, tôi thấy tôi làm vậy là đúng. Thì cái ngã đó, vừa nhận ra xong cái ngã nó tới. Không có xin lỗi, không có phục thiện. Cho nên ở trong cái bài 10 điều mà Đức Phật Thầy, sư vải bán khoa ông khuyên vậy đó. Hạ mình nhận lỗi mặc dù rằng không. Thành thử mình có nhận lỗi không phải là mình lòn cuối, nhưng mà anh hùng dũng cảm. Có lỗi tôi không biết tôi có lỗi không, nhưng mà tôi sẵn sàng xin cái lỗi đó. Cũng giống như người mình ai cho mình cái gì, mặc dù cái đó là của mình á, mình đưa cho người ta vậy đó, mình nói cho con xin, rồi mai mốt mình ta trả lại mình cho con xin. Chứ cái cách đó rất là Việt Nam. Mấy thầy trẻ nên học mấy đó. Ai cho mình vậy, cho con xin. Đó là một cái hình thức luôn luôn đem cái mình xuống. Người ta nhờ mình, nhưng mà ta nhờ mình đó, ta nãy giờ mình giúp ta quá trời luôn á. Vậy mà xong hết việc rồi. Cảm ơn cô, cảm ơn chú. Ủa sao thầy lại cảm ơn tôi? Dạ cảm ơn. Trong tâm cảm ơn cô chú cho con cơ hội được con làm. Riết nó thành một cái thói quen là lúc nào mình cũng biết nói lời cảm ơn. Mình đi từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, mình có khởi tâm cảm ơn. Ngày nay mình được ngồi đây mình có cảm ơn không? Không phải cảm ơn thầy, thầy cũng làm. Cảm ơn đàn na tinh thí. Cảm ơn Phật tử khắp nơi. Không có các vị, mình đâu có cái cơ ngơi này để chúng ta ngồi yên ổn để chúng ta tu đâu. Cho nên cái bài kệ của sư ông Làng Mai: rửa mặt là rửa tâm, sạch hết mọi cấu trần, để cho nguồn an lạc đi vào cả châu thân. Rửa mặt là rửa tâm, sạch hết mọi cấu trần, để cho nguồn an lạc đi vào cả châu thân.
Khi mà cấu trần nó hết thì an lạc nó đi vào nhẹ nhàng. Pháp Hòa đưa một cái ví dụ về cái chuyện gọi là đi vào cả châu thân. Thường thường khuya đó, có nhiều lúc làm việc khuya, ngay bụng nó trống, nhưng mà lúc đó thì mình rót một ly nước nóng mình uống đó, thì mình uống tới đâu á là mình cảm thấy cái nước nóng nó đi tới đó, thậm chí nó đi xuống tới cái bao tử mình cảm nhận được luôn, tại cái bụng mình nó trống đó. Hoặc là sáng sớm ngủ dậy bụng trống đó, uống một ly nước ấm hay là một ly nước trà nóng thì cái nước đó nó dẫn mình cảm nhận được. Bình thường mình no mình không có cảm được cái đó, thì trong khi mà cầm cái ly nước mà uống vậy đó, những lúc tối mà làm việc mà uống ly xong mà nó đi xuống vậy, cái tự nhiên mình ngưng lại, không làm việc nữa, mình ngưng lại, mình để cho mình nhắm mắt vậy là mình cảm nhận, thì từ đó mình phát hiện ra cái mà nguồn an lạc đi vào cái chỗ thân là chuyện có thật. Thí dụ bây giờ mình ở trên Tây Thiên nè, mình chỉ cần đứng mình nhìn cánh đồng, mình nhìn mình đứng mình nhìn thôi, cái tự nhiên cái đâu có ai nói gì, đâu có ai hát hò gì, mà sao mình lại có một niềm vui như vậy. Hồi nãy có thằng em nhà đám tang lên nó gặp Pháp Hòa đó, xong rồi ngồi hai thầy trò ngồi, nó ngồi cái này yên lặng thích quá ha. Sẵn mình mới ngồi mình nói pháp Chợ Đen cho nó nghe. Cái gì gọi là mình an trú trong giây phút hiện tại? Thí dụ như mình nói hẹn gặp quý vị 5 giờ nha, sắp tới rồi, 5 giờ. Nhưng mà khi 5 giờ nó tới rồi, mình không bao giờ mình đứng lên, mình nói sao? Dạ kính thưa quý vị, bây giờ. Hồi nãy cái mà mình kêu là sắp tới đó, nhưng khi nó tới thì mình gọi là bây giờ. Ngày mai gặp nha. Nhưng mà hễ ngày mai nó tới thì chúng ta nói sao? Hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay. Chứ không ai nói ngày mai đó. Mặc dù không, cái này là ngày hôm qua mình kêu nó là ngày mai. Nhưng khi nó tới, chúng ta không gọi nó ngày mai mà hôm nay. Pháp Hòa hay ngồi suy nghĩ tẩn tẩn như đó. Thì Pháp Hòa mới nói với các em đó. Mình sống thì mình hay chạy theo những cái gì kêu là ngày mai rồi sắp tới vậy đó. Cho nên thỉnh thoảng mình tập sống dừng. Sống dừng. Không ai bắt mình phải đi, phải chậm miết. Nhưng mà thỉnh thoảng không có cần gì gấp thôi nên chậm. Thí dụ cần gấp cứ gấp, cần chạy cứ chạy, nhưng có những lúc nó không cần. Tại sao mình lại phải chạy, tại sao mình phải gấp? Thì nó thành một cái thói quen mà chúng ta biết sống làm sao mà chúng ta điều chỉnh được, lúc nào cần nhanh thì nhanh, cần chậm thì chậm. Giống như Khổng Tử có đệ tử vậy đó. Người ta tới hỏi ngài Khổng Tử, ông kia như thế nào? Nói, ồ, ông kia hả? Trí tuệ hơn tôi nhiều lắm. Rồi ông nọ như thế nào? Nếu ông nọ hả? Dũng cảm hơn tôi nhiều lắm. Rồi hỏi ông kia như thế nào? Nói ông kia lanh lợi. Ủa, ai cũng hơn ngài hết trơn, tại sao bái ngài làm thầy? Nói ba cái ông đó đó, ông dũng cảm hơn tôi, nhưng mà không lúc nào, ông không biết lúc nào cần phải mềm mỏng. Ông trí tuệ hơn tôi, nhưng mà ông không biết lúc nào phải khù khờ. Ông từ bi hơn tôi, nhưng mà không lúc nào ông biết ông phải cứng rắn, mạnh dạn. Chính vì ba ông không, cái gì nó cũng hơn hết, nhưng mà mấy ông không có biết cái uyển chuyển đó, cho nên ba ông phải bái tôi làm thầy. Cho nên cuộc sống giống như bữa thầy kể câu chuyện người nắm tay, nhớ không?
Người mà chỉ nắm bàn tay này hoài thì dị dị tật nè. Xòe vậy hoài cũng không được. Có biết xòe, biết nắm. Cuộc sống chúng ta là vậy thôi. Đôi khi chúng ta buồn, chúng ta giận cũng đâu có sao, đó chuyện bình thường. Nhưng mà cái của người tu chúng ta là giận mà biết mình giận. Để chi? Để lời nói giận đó nó không có quá đáng như người thế gian không tu. Chứ mình là con người chứ phải có cây gì đó không giận. Ok. Nếu anh chưa đạt tới cái chỗ là không giận, anh còn giận, thì anh hãy học cái cách nào để biểu lộ cái giận của anh, để sau khi giận rồi mà anh không hối hận. Một quá trình. Tại vì hay người ta giận lên là ta nói bất kể. Cái người giận lên là nói bất kể. Mà cái người tu là giận biết mình giận đó. Trời ơi, giờ đó mà chánh niệm gì nữa. Vậy thì cái chỗ biết giận để làm gì biết không? Để đưa cái cơn giận mình ở cái mức độ nào đó. Có nhiều cô Phật tử á, bình thường cô nói chuyện với con, cô mà hãy cô giận lên là cô ngọt lắm nha. Cô không nói bậy. Thì vậy khi nào mà cổ mà ngọt nghe, con ơi con làm này cho mẹ nha con, là cổ biết rồi đó. Con cổ nó biết rồi đó, mẹ mình đang giận mình. Nhưng mà cái cách đó cũng là một cái hình thức, còn hơn là bộc lộ ra. Cho nên sạch hết mọi cấu trần để cho nguồn an lạc đi vào cả châu thân. Ai mà thật sự có cái tịnh tu rồi thì cái lắng đó thì mới hiểu được cái đó. Có thể người ta không lên đây, người ta không thích đâu. Buồn tẻ quá, nhưng mình lại thích. Tại vì mình cảm nhận được cái năng lượng đó. Mình cảm nhận được cái nguồn an lạc đó. Ngồi thiền có chim hót. Ở trên Trúc Lâm sát cửa sổ cái cây. Sáng ngồi thiền thích lắm. Cái fresh air nó đi vào và chim nó hót, mình ngồi cả buổi cũng không có gì trở ngại hết. Cho nên người nào mà ngồi thiền mà cứ hiếng mắt ngó hoài, sao không thấy chuông, giờ là biết rồi. Nãy giờ ngồi không có an lạc gì hết. An lạc nó không đi vào châu thân mà tê chân nó, đau lưng nó đi vào hết trên châu thân. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm nói, cũng tức là môn Đà La Ni, môn này tổng trì tất cả. Chữ Đà La Ni là nghĩa là tổng trì, nhớ không? Nghĩa Đà La Ni là tổng trì, tổng tất cả pháp, tri không lường nghĩa. Ý nó là mình tổng hết các pháp mà hiểu hết các nghĩa của nó. Pháp nào mình ứng xử mà biết mình làm gì. Hồi nãy thầy Tịnh Tạng, thầy tội nghiệp mấy ngày nay là rất là cực khổ với cái system này ở trên Tây Thiên. Vì ở trên này mình yếu quá đi. Rồi là hôm là thầy tới khuya luôn. Rồi sáng nay là ba thầy Tịnh Tạng, Huệ Tạng, Đức Tạng gì. Bây giờ là phải thầy thấy thầy làm xong thầy búng tay. Có em đi tới nó, ủa thầy Huynh làm vậy chi? Không, tôi đang thử âm thanh. Vậy thì ổng đang làm cái này là cái pháp nè. Phải không? Tổng tất cả pháp, trì tất cả nghĩa. Người khác nhìn vô không biết, nhưng mình làm gì mình biết. Cho nên mình là thầy tu ở trong chùa, mình làm cái gì trong chùa mình phải biết mình làm đó. Để người ta hỏi mình biết mình trả lời chứ. Mình làm mình không biết trả lời là mình làm cái pháp mà không biết được cái nghĩa. Thì cái này nó chưa đúng. Đứa đúng là sao? Là mình có thể không có siêng năng trên phương diện đó. Mà khi mình không siêng năng mình thì mình không có đủ, mình không có tiếp nhận thì mình không có truyền bá. Mình không có hiểu được, mình không tiếp nhận được thì không thể truyền bá được hết đó. Nếu có thể sạch hết mê lầm tột đến nguồn chơn thì mặt mày xưa nay chẳng cần lau mà sáng vậy. Cái này là cái tiếng mà thường nghe trong nhà thiền dùng chữ gì? Bản lai diện mục. Bản lai diện mục là mắt mặt của mình xưa giờ. Nhưng mà thường người ta hay kêu mặt mũi lắm.
Nếu mà dịch đúng chữ là bản lai diện mục, diện là mặt, phải không? Mục là mắt, nhưng mà mình nói là mắt mặt xưa nay thì nghe nó không suông câu, mặt mũi xưa nay. Your original face. Cái original của mình là clear, clean. Nhưng mà mình để cho những cái bụi nó bám lên cho nên mình rửa. Cho nên Ngài Thần Tú nói làm sao? Thân là cây bồ đề. The body is the Bodhi tree. Thà phải thấy cái thân này là cây bồ đề. Phải thấy cái tâm này là cái đài gương sáng. Your mind is a clear mirror. Phải thường xuyên lau chùi. You should clean it regularly. Đừng để nó dính bụi. Do not let the dust attend. Đó là lời dạy của Ngài Thần Tú. Nhưng Ngài Huệ Năng á, Ngài nói ngược lại, mà cái ngược của Ngài không có gì lạ hết đó. Ngài chỉ thêm chữ vô cái nó khác thôi, hay là Ngài bớt chữ nó khác thôi. Thí dụ như là bên này Ngài Thần Tú nói là thân thị bồ đề thọ, thân là cái bồ đề, thì Ngài Thần Tú Ngài nói lại thân không là cái bồ đề. Cũng một bài kể đó thôi, cũng một bài đó mà ông Ngài Thần Tú ông nói như thế này, mà ông cụ Huệ Năng nói như thế này, lấy cái bài đó thêm bớt để ra thân không là cây bồ đề, bồ đề bổn vô thọ. Bên này nói minh cảnh diệt phi đài, thân thị bồ đề thọ, minh cảnh như minh kính đài, tâm như đài gương sáng. Thì ông này cũng nói ngược lại, tâm không là đài gương, minh cảnh diệt phi đài. Bên này nói phải thường xuyên lau chùi, ông nói lại bổn lai vô nhất vật, xưa giờ không có dính. Bên này nói đừng để nó dính bụi, ông nói không dính mắc gì chùi. Once you never attained the dust, why you need to do your cleaning? If you know how to keep it. Nếu mình biết giữ thì đâu cần phải lo chùi. Mà cái này là thầy nói hoài với mấy thầy nhỏ. Kể cái đó nó rớt xuống, chùi cái rồi khỏi mắc công. Phải không nè? Bây giờ mình, ví dụ mình đi vệ sinh đi, mình làm dơ đi, rồi cái mình lấy cái nước mình rửa cái xinh rồi sạch sẽ là mình đâu cực đâu. Không. Để đó, oh, kệ đó, chút xíu mà, lo gì. Nhưng mà chúng sanh của mình là sống cái kiểu đó nhiều lắm. Không sao đâu, chút mà. Nhưng mà cuối cùng rồi tháng sau là nguyên một đống. Mà khi mà một đống rồi thì sao chui đâu có nổi. Nó quá dày, nó quá dơ. Cho nên cái khổ của chúng ta là chúng ta không biết, không biết chùi nó ngay khi nó vừa khởi, mà cứ để nó thành ra một cái dày đặc, thì chúng ta bắt đầu mới đi làm cái công tác chùi rửa thì nó rất là mất thời gian. Chứ cái gì mà mình không muốn thì cứ phải làm liền thôi. Còn không thì chúng ta để lâu ngày thì chày tháng rồi thì nó sẽ sanh lười. Mà lười thì sao? Buông lung. Đặc biệt là như vậy, cuộc sống là như vậy. Cái gì mà chúng ta lười làm rồi là chúng ta bắt đầu kệ nó đi, bỏ thí nó. Bởi vì khi mà nó đã quá ể rồi thì bắt đầu mình không, mình chán quá, mệt quá, không muốn làm nữa. Cho nên cái gì trong kinh nói á, nó vừa khởi chúng ta độ, vừa khởi chúng ta độ. Mình vừa khởi cái tâm gì đó, độ nó liền, đừng để nó sinh khởi. Cho nên ngày xưa các vị hay là bản lai diện mục, mặt mũi xưa giờ. Hey, bây giờ ví dụ như cái dĩa này nè, mình rửa sạch rồi, mình nói nó sạch hơn. Không phải, nó là vậy thôi. Mình rửa tới đây là nó sạch như vậy thôi, chứ nó trở về nguyên thủy của nó. Cho mình đã trở về, tu là một sự trở về chứ không có gì hết. Mình khi mình được trở về rồi thì mình đâu có cần lo gì nữa. Cái bài sám mình tụng á,
Phật như thể mẹ tìm con, con mà gặp mẹ lại còn lo chi. Gặp mẹ đây là ai? Ý nó là mình trở về được với chính mình rồi thì không có gì phải lo nữa. Nhưng mà thưa đại chúng, nãy giờ mình nói gì? Lý thuyết. Nãy giờ mình nói lý thuyết, mình nói chuyện học, mình nói chuyện nghe hay đó. Nhưng mà muốn được tới cái chỗ này nè, muốn được tới cái chỗ mặt mày mình nó sạch sẽ nè, là cả một quá trình đó. Mà cái quan trọng á là chúng ta có chịu nhận mặt mình dơ không? Mình phải chịu nhận mặt mình dơ mình mới chịu lau chùi. Còn mình không chịu nhận mặt mình dơ, nhất định sẽ không lau chùi. Cho nên đọc lại cái kinh soi gương. Kinh soi gương á, tiếng nguyên thủy, cái tiếng trong kinh Hán là gì? Kinh tư lượng, tư duy và so sánh. Sư ông dịch là kinh soi gương, tức là mình nhìn vào trong một cái gương để nhìn thấy mình. Thôi hôm nay mình học xong bài kệ rửa mặt ha. Rửa mặt là rửa tâm, sạch hết mọi cấu trần, để cho nguồn an lạc đi vào cả châu thân. Dĩ thủy tẩy diện, đương nguyện chúng sanh, đắc tịnh pháp môn, vĩnh vô cấu nhiễm, án lam xóa hà. Pháp môn nào mà chúng ta dụng nó hết lòng thì pháp môn đó thành pháp môn tịnh. Cho nên nó đừng có sợ quét nhà, đừng có sợ hút bụi, đừng có sợ nấu ăn. Bất cứ việc gì chúng ta làm mà chúng ta làm bằng niềm vui hạnh phúc, nó là pháp môn tu. Trong khi nhổ cỏ vẫn có thể học, vẫn có thể tìm ra pháp môn tu. Thấy không? Một cái vườn thật là đẹp mà để hoang thì cỏ hoang nó mọc, mà chịu khó nhổ cỏ hoang thì cái gì đó mà nó hiện diện, hoa cỏ nó lên. Nhưng mà khi chưa lấy được cái rễ của cỏ hoang ra thì nó sẽ trở lại. Nếu có trận mưa, chúng ta cũng vậy. Mình vô chùa mình tu á, là mình mới có cắt cái cỏ này nè, nó còn dưới đó đó. Tham sân si mạn nghi ganh tị nó còn đó hết á. Ai tưới mình nó mọc lên lại thôi. Người nào mà ta rà mình ta biết, ồ thầy này là hay ganh nè, ổng ganh với ông kia nè. Là bữa nào mà người ta không phải là ác, người ta không phải là thiện tri thức, người ta là ác tri thức là người ta tưới liền. Thầy tôi thấy thầy giỏi hơn người đó mà sao thầy bị không được trọng dụng thế này thế kia, là tưới vô đó. Có phải không? Rồi hàng ngày cách sống của mình, cách tiếp xúc của mình tưới vào hết. Cho nên mình tu là mình mới có cắt cái cỏ này thôi. Thầy ra thầy làm vườn thầy, mấy cái đó nó đi ra trong đầu mình hết. Tụi mình bây giờ mình sáng ra cái chỗ gọi là vô lượng pháp môn tu. Bất cứ việc gì mình làm mà mình có cái chánh niệm, có tu, có cái sự để tâm trong đó, là phát hiện ra thành bài pháp, thành sự ứng dụng cho mình hết. Uống nước cũng được, cạo tóc cũng vậy. Mình lấy cái dao bào, mình lưỡi lam mình cạo. Tại sao mình giờ mình professional dữ vậy? Mình cạo tóc mà không bị trầy, không bị ấy. Tại sao? Có nghệ thuật. Ai ngờ là hôm nay mình có thể cầm cái dao lam mình cạo cái đầu mình được. Hồi xưa mình đó, chắc giờ kiểu này tôi phải nhờ huynh đệ nào làm giùm cho tôi quá. Nhưng khi ở trong một cái tình cảnh không ai thì phải tự làm. Thầy mới nói chuyện với thầy trẻ, thầy phone thăm rồi thầy hỏi chuyện tu tập. Thầy nói hồi đó thầy ở chung với huynh đệ, mà huynh đệ rầu thầy lắm. Tại vì thầy không biết cạo tóc. Mỗi lần mà tới tháng đi tới ngày đi sắm hối cạo tóc là ổng rầu dữ lắm. Ông phải đi chạy vòng vòng ông kiếm người. Rồi bây giờ ông ra ông lãnh một cái chỗ ông phải ở. Nói trời ơi, bây giờ mình ở trong cái chỗ này rồi biết trời kiếm ai ta. Thôi bây giờ phải tự mình ấy. Thôi cuối cùng cầm lưỡi lam lên làm cũng được thôi. Ta nói không muốn, mình không muốn làm thôi. Muốn làm là sẽ làm được. Và cái cách mình làm là mình làm xong mình lấy cái tay mình rà.
Mình để chi? Để tay này mình cạo, tay này mình rà, biết không còn sót. Thì mỗi lần mình rà vậy cái mình nhớ, mình cứ nghĩ vậy đó. Còn sót một chút mình khó chịu lắm. Mình muốn lúc nào mình xuất hiện trước mọi người, mình phải sáng ra, mình phải đẹp ra. Thí dụ vậy đó. Thì mình có nói với chính mình, mình làm sao để khi mình có mặt trước mọi người mà mọi người có cái tâm hạnh phúc, là khi họ gần với mình, họ thấy được mình có một cái gì họ học. Mình sáng cái thân rồi, bây giờ làm sao mình sáng cái lòng, mình sáng cái tâm ra. Thế là mình ứng dụng bài kệ rửa mặt rất hay. Đọc tiếng Hán xong đọc tiếng Việt khi mình rửa mặt. Mắt dính ghèn, lỗ mũi, bất cứ chỗ nào cũng muốn rửa hết, rửa cho sạch. Ngõ ngách nào của tâm cũng phải rửa hết. Cái chuyện đó của tôi đâu ai biết, anh không biết, người ta không biết, nhưng anh không rửa cái đó thì nó sẽ làm khổ anh. Thế thôi. Ngõ ngách nào của lỗ tai mình cũng rửa, ngõ ngách nào của miệng mình cũng rửa hết, thì ngõ ngách nào của tâm mình cũng phải lau chùi hết. Pháp môn xin nguyện học ơn nghĩa, xin nguyện đền phiền não, xin nguyện đoàn quả Phật, xin chứng nên.